Xin chào các bạn, mình là Hợp. Nay mình có về được một em Glass Suit Original. Và đây là một trong những cái thiết kế đỉnh cao của thương hiệu này, với cái giá retail lên đến là 38.000 đô la Mỹ và khoảng tầm 930 triệu. Thì chiếc Glass Suit Original này là một chiếc thuộc dòng Senator, và nó sẽ có cái tính năng đó là Perpetual Calendar. Thì mình sẽ cùng mở ra và trên tay cho anh em xem. Vẫn là một cái hộp đặc trưng của dòng Glass Suit Original các bạn nhé. Mình sẽ có một cái hộp da ở đây. Ở phía dưới này thì mình sẽ có sách cũng như là cái sơ ti. Thì như các bạn thấy ở đây là nó được mua tại Sunspurt này. Và trước này thì sẽ có date là 24/11/2021. Với cái mã là 100-02-22-0505. Đó. Thì mình sẽ cùng lên tay cho anh em xem. Trước này thì bảo hành hãng 2 năm nên đã hết bảo hành rồi. Còn anh em mua thì bên mình sẽ bảo hành cho anh em là 5 năm từ ngày anh em mua. Đây, Senator Perpetual Calendar. Đó, với mã đầy đủ. Và như các bạn thấy, đây là một tag zin của chiếc đồng hồ này. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có đó là chiếc đồng hồ, dĩ nhiên rồi. Và các bạn kéo cái này ra để chúng ta có thể lấy chiếc đồng hồ ra. Rất là đẹp, thiết kế rất là đỉnh cao. Ngoài ra nhé các bạn nhé, ở cái gối này thì khi với những cái dòng sản phẩm mà có Perpetual này, các bạn sẽ lật cái gối lên và chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái tool. Đó, thì với cái tool này thì chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta chỉnh cái lịch Perpetual. Tool này được làm từ titanium các bạn nhé. Đó, nhìn các cái hộp này nó đẹp thế thôi nhưng mà về Việt Nam các bạn khoảng 1-2 năm là nó bắt đầu là nó có khả năng là nó lại mủn ra, bởi vì cái khí hậu tại miền Bắc Việt Nam mình quá là nồng ẩm cho nên là nó rất là hại. Mình sẽ cùng bỏ chiếc này ra. Đó, đây là chiếc Senator Perpetual với size là 42mm. Trước đây thì mình đã lên video về dòng sản phẩm này rồi. Hôm nay thì mình mới về thêm được một chiếc. Và chiếc này cũng là một trong những chiếc rất là đáng chơi, cũng như là khá là hiếm hàng với cái mức giá mà mình đưa đến cho anh em. Cho nên là anh em nào mà có nhu cầu về chiếc này thì vui lòng là chúng ta nên sử dụng, cũng như là nên mua sớm, nếu không là sẽ mất. Đó. Nói qua về thiết kế của dòng sản phẩm này thì nếu như nói về các dòng mà có thiết kế gọi là Perpetual Calendar hay còn gọi là lịch vạn niên, thì mình cực kỳ ấn tượng với những cái sản phẩm đến từ Đức, bởi vì cái lịch vạn niên của họ thiết kế rất là gọn gàng và đẹp. Ở đây các bạn có thể thấy là trên mặt dial của chúng ta có 3 kim đang chạy, đó là kim giây, kim giờ và kim phút. 3 kim này thì đều được làm từ thép và được nung xanh. Ở đây thì chúng ta sẽ có 5 cái cửa sổ. Đó, các bạn có thể thấy ở đây đó là cửa sổ February, đó, tức là lịch tháng. Dưới này chúng ta sẽ có một cái cửa sổ lớn Panorama Datum hay còn gọi là Big Date. Thì đây là cửa sổ ngày với hai lịch, đó, với hai lịch hai ô. Ở phía trên này của chúng ta thì như các bạn thấy là Monday, tức là thứ hai. Đó, còn ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một ô lịch đó là Moon Phase, lịch tuần trăng. Và một cái lịch nữa đó là lịch vạn niên, đó là lịch báo năm. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái chấm nhỏ này. Đó, chấm nhỏ này thì sẽ là một cái cửa sổ bao gồm 4 màu. Và 4 màu này thì sẽ là sử dụng là vàng, đen, trắng, đỏ. Thì nếu như năm nhuận thì nó sẽ là hiển thị màu đỏ các bạn nhé. Còn đen này thì nó sẽ là năm thứ hai. Đầu tiên là sẽ vàng và sau đó là đến màu đen. Màu đen xong năm sau sẽ đến màu trắng và năm tiếp nữa là sẽ là màu đỏ. Nếu như chúng ta chỉnh toàn bộ đầy đủ theo như là lịch thì nó sẽ chạy chính xác trong vòng 122 năm thoải mái. Đó. Về mặt số của chiếc này thì nó sử dụng một cái mặt số Casson rất là đẹp. Và do đó các bạn sẽ thấy là mặt số nó không có một cái sự bóng bóng bẩy nào, cũng như không có một sự phản chiếu ánh sáng nào. Và nó sẽ hút hết ánh sáng và hút hết toàn bộ mắt của chúng ta vào đó. Toàn bộ phần thân của chiếc đồng hồ này thì sử dụng vàng,
18K AU750 và vàng của Đức thì cũng rất là da gì nhé các bạn. Các bạn có thể thấy là độ bắt sáng của vàng của Đức cũng rất là tuyệt vời. Kính sử dụng dĩ nhiên là kính sapphire rồi. Đây các bạn có thể thấy là cái kim nung xanh của nó lên rất là đẹp. Kể cả cái moon face của chúng ta cũng lên xanh rất là đẹp. Logo Glasswood Original ở ngay góc 12 giờ và cọc số của chúng ta sử dụng là cọc số La Mã được in thẳng trực tiếp lên bề mặt dial luôn. Phía ngoài cùng chúng ta sẽ có một vòng chia minor check kiểu Rainroad nhé. Đó. Và kính sapphire của nó thì nó là kính sapphire hơi cong nhẹ. Size 42mm nhưng các bạn có thể thấy là cái càng nó cụp xuống luôn. Và lắc to lắc của chiếc này là 48mm cho nên là chiếc đồng hồ này nó chỉ cần thiết cho anh em nào mà tay khoảng tầm 16 đến 16.5 là chúng ta đã đeo được rồi. Còn nếu mà tay để mà đẹp so với độ dày thì mình recommend anh em là 16.5 đổ lên. Phía bên này thì chúng ta sẽ có là một cái núm chính và một cái nút push button. Phía bên trái này của chúng ta sẽ là 4 nút push button. Thì tổng cộng là chúng ta sẽ có 5 cái nút. 5 cái nút đó thì sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh là lịch ngày, lịch thứ, lịch tháng, lịch moon phase cũng như là lịch năm. Đó, rất là tuyệt vời. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy đây là bộ máy in-house movement. Và bộ máy này là bộ máy 102. Bộ máy với những cái đặc trưng của dòng sản phẩm Glasswood, chúng ta sẽ có một cái logo dạng skeleton với cái logo double G ở đây, hai chữ G. Và phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái viền ngoài là vàng 21K để tạo trọng lượng, nó giúp cho củ vàng nó xoay rất là tốt. Cái này thì tiếng Anh gọi là oscillation wheel các bạn nhé. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có là balance wheel, cùng với đó là cái căn chỉnh cổ ngỗng Swan Neck đặc trưng của dòng Đức. Bộ máy này thì có cái thông số kỹ thuật rất là ấn tượng khi mà nó có tận là 59 chân kính các bạn ạ. 59 chân kính và chúng ta sẽ có là tần số 4 hiệp tương đương với đó là 28.800 vibration. Và các bạn sẽ có là 55 giờ tick off. Bộ máy được hoàn thiện rất là tốt với những cái vân vân stride được làm sổ dọc. Như các bạn thấy được làm sổ chéo. Và cái củ văng của chúng ta thì sẽ được làm sổ dọc rất là đẹp. Nói chung là hoàn thiện thủ công và lắp ráp hoàn toàn tại Đức. Ở phía trên này thì các bạn sẽ thấy những thông số khác như là chống nước của nó là 53, serial number của chiếc đồng hồ này và ngoài ra là những cái chuyện kim loại quý. Vì chiếc này sử dụng chất liệu là vàng khối cho nên là nó sẽ có những chuyện kim loại quý ở đây và logo Glasswood. Đi kèm thì chúng ta sẽ có sợi dây da cá sấu và sợi dây da cá sấu này còn rất là đẹp luôn. Nó cũng là dạng da cá sấu alligator, cá sấu nước mặn cho nên các bạn thấy cái vân của nó rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có một cái khóa gập với cái trọng lượng vàng cực kỳ lớn. Đây là một cái khóa gập của GO và bình thường với những cái sản phẩm của Đức các bạn mua đi kèm khóa gập này sẽ phải thêm 2.000 euro nữa. Còn nếu không là các bạn sẽ nhận được sản phẩm với cả cái khóa xiên các bạn nhé. Khóa gập này rất là nặng vàng luôn. Đó. Thì như trước này thì bên mình đang để cho anh em với mức giá là 355 triệu so với cái giá retail của hãng là 38.000. Đó, tương đương khoảng tầm 930 triệu thì anh em mua chiếc này thì sẽ được bên mình bảo hành cho anh em 5 năm. Kèm với đó là mức giá cực kỳ hợp lý với một chiếc lịch vạn niên, một trong ba cái tính năng đỉnh cao nhất của đồng hồ. Và như các bạn thấy, như chiếc này thì bên mình đang có giá là 355 triệu anh em nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.